Hướng này là chúng ta di chuyển lên trung tâm thị trấn Chư Pà Rông quý anh chị nhé. Và lô đất giấy em muốn giới thiệu đến quý anh chị bắt đầu từ hướng tây em chỉ đây ạ. Đó, kéo dài sang phía trước màn hình quý anh chị đang xem đây là 86m mặt tiền đường nhựa, đường liên xã quý anh chị nhé. Khu vực này thì dân cư ở xung quanh rất là đông quý anh chị. Và mặt tiền của chúng ta ở khu vực này thì chúng ta có thể kinh doanh buôn bán đều được quý anh chị nhé. Đất chúng ta thì có cái hướng là hướng đông, rất là đẹp quý anh chị. Và mặt tiền đường của chúng ta rất là bằng phẳng nhé. 86m mặt tiền đường nhựa liên xã. Và đất chúng ta thì có địa chỉ tại xã Ia Bang, huyện Chư Pà Rông, tỉnh Gia Lai. Từ vị trí này chúng ta di chuyển đến trung tâm ủy ban xã chỉ khoảng 2 km thôi quý anh chị nhé. Và chúng ta di chuyển lên trung tâm thị trấn Chư Pà Rông chỉ khoảng hơn 10 km một chút ạ. Và chúng ta di chuyển đến thành phố Pleiku, Gia Lai chỉ khoảng 30 km thôi quý anh chị nhé. Đường chúng ta là đường nhựa liên xã, đường rất là đẹp, đường thẳng quý anh chị. Và trên đất của chúng ta thì gia chủ đang trồng mắc ca quý anh chị nhé. Mắc ca và có xen một số cây cà phê, thì lát em sẽ đi vào bên trong, em quay quý anh chị chúng ta xem về cây trồng cho quý anh chị chúng ta nắm rõ hơn quý anh chị nhé. Và hiện tại thì gia chủ không có sinh sống tại đây nên là vườn cây của chúng ta thì gia chủ không có chăm sóc được, nên là cây cà phê của chúng ta cũng không được đẹp quý anh chị nhé. Cà phê của chúng ta thì phần lớn thì cũng gọi là hư rất là nhiều luôn quý anh chị. Chúng ta mua vườn này chủ yếu là chăm sóc cây mắc ca thôi quý anh chị nhé. Cây mắc ca và mặt tiền đường của chúng ta thôi ạ. Và lô đất của chúng ta thì có một cái chòi bé bé đủ cho chúng ta ở để chăm sóc khu vườn chúng ta nghỉ ngơi quý anh chị nhé. Và có giếng khoan, có điện ba pha. Và đất chúng ta thì nở hậu quý anh chị nhé. Vâng, đất chúng ta thì có nở hậu sang phía sau. Và bây giờ em sẽ đi vào bên trong quay quý anh chị chúng ta xem ạ. Đây, trên đất thì có một căn nhà xây bé bé như thế này quý anh chị nhé. Đủ cho chúng ta về đây chúng ta ở tạm để nghỉ ngơi, làm vườn làm rẫy quý anh chị. Và khu vực này thì nếu chúng ta kinh doanh buôn bán ở khu vực này thì cũng rất là ok quý anh chị nhé. Dân cư ở đây xung quanh cũng rất là đông. Và hiện tại thì gia chủ đang gửi em bán với giá 2,5 tỷ quý anh chị nhé. Vâng, 2,5 tỷ cho tổng lô đất chúng ta là 86m mặt tiền đường và có tổng diện tích là 1,7 hecta quý anh chị nhé. Đất chúng ta đất đỏ ba gian, đất mặt tiền chúng ta rất là bằng phẳng quý anh chị nhé. Chỉ có nghiêng nhẹ một chút về phía sau là diện tích đất rẫy ở phía sau quý anh chị ạ. Trên đất thì trồng mắc ca đông đặc quý anh chị nhé. Mắc ca thì đang thu kinh doanh thì cho trái cũng còn khá là nhiều. Thì lát em sẽ quay quý anh chị chúng ta xem cái trái mắc ca cho quý anh chị tôi xem nhé. Cũng có một số cây thì do không chăm sóc nên là cũng ít trái, và có một số cây thì trái rất là nhiều quý anh chị nhé. Và cà phê của chúng ta thì phần lớn thì cà phê đã hư hết rồi quý anh chị. Nếu chúng ta mua cái sản phẩm này thì chúng ta phải chăm sóc khôi phục lại cho vườn cây của chúng ta tốt hơn quý anh chị nhé. Cà phê chúng ta chỉ còn được một số cây thôi, và một số cây thì đã hư rồi quý anh chị nhé. Hư là do mất cành mất tán thôi, chứ còn gốc thì vẫn bình thường, thì chúng ta có thể cắt bỏ, chúng ta nuôi lại cái chồi mới thì cho nguồn thu cũng rất là ok quý anh chị nhé. Quý anh chị có thể quan sát nhé, vườn cây mắc ca của chúng ta thì toàn bộ là cà phê mắc ca lớn hết rồi quý anh chị nhé. Và đây, đất chúng ta có phần nở hậu mở rộng từ khu vực này quý anh chị nhé. Từ khu vực này thì đất chúng ta bắt đầu nở hậu và có giếng khoan, gia chủ khoan ở đây rồi ạ. Nếu chúng ta mua cái sản phẩm này thì chúng ta có thể kinh doanh buôn bán đều phù hợp quý anh chị nhé. Hoặc chúng ta chăm sóc một vườn cây ăn trái ở phía sau thì cũng đã sẵn nguồn điện và giếng khoan để chúng ta chăm sóc khu vườn của chúng ta, tưới cho khu vườn quý anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Đất chúng ta thì ở trong khu dân cư đông mà, và mặt tiền của chúng ta thì đường rất là thẳng và đẹp, đường liên xã quý anh chị nhé. Mặt tiền chúng ta là được 86m, cũng rất là giá trị cho một lô đất dãy liền kề với mặt tiền đường nhựa liên xã như thế này quý anh chị ạ. Vâng, với mức giá 2,5 tỷ còn thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị, thì quý anh chị nào quan tâm thì cân nhắc phù hợp với tài chính của mình thì gọi điện cho em. Em sẽ đưa anh chị đến đây xem trực tiếp lô đất này quý anh chị nhé. Chúng ta sẽ thương lượng với chủ ạ.
Lô đất chúng ta thì giá trị về mặt tiền là chính của anh chị nhé. Và cây trồng trên đất thì chủ yếu là cây mắc ca thôi, còn cà phê thì chúng ta không tính của anh chị nhé. Cà phê thì rất là xấu luôn. Và cây mắc ca của chúng ta thì đang cho thu trái cũng khá là ổn định của anh chị nhé. Với thời điểm hiện tại thì giá mắc ca nhiều nhiều năm gần đây thì cho cái mức giá cũng rất là ổn định của anh chị nhé, cho cái giá cao và ổn định ạ. Thì quý anh chị nào chúng ta mua cái sản phẩm này, chúng ta sẽ chăm sóc vườn cây mắc ca của chúng ta thì sẽ cho chúng ta nguồn thu rất là mạnh luôn quý anh chị nhé. Quý anh chị nào quan tâm thì gọi điện cho em theo số điện thoại 0822 727 679 và kết bạn Zalo với em nhé. Em sẽ gửi thông tin và tư vấn thêm cho quý anh chị cụ thể hơn ạ. Và quý anh chị quan tâm thì cố gắng theo dõi hết cái video của em. Em sẽ quay cho quý anh chị chúng ta một số cây mắc ca để cho quý anh chị nắm bắt về cái trái cây của chúng ta, độ năng suất của cây của anh chị nhé. Vườn chúng ta thì chủ yếu là mặt tiền và vườn sầu riêng của quý anh chị nhé. Còn vườn cà phê của chúng ta thì chúng ta chủ nhà đã bỏ bê nên là cũng hư hỏng theo năm tháng rất là nhiều quý anh chị ạ. Và vườn cây mắc ca của chúng ta thì cũng còn khá là ổn định nhé, cho trái còn rất là sai, cho chúng ta nguồn thu còn khá mạnh của anh chị. Vâng, quý anh chị quan tâm thì cứ đến đây gặp em để em đưa quý anh chị đến xem trực tiếp nhé. Bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video ở đây ạ. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.